giảng viên Diện Chẩn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn bài vuốt để hạ huyết áp theo phương pháp Diện Chẩn. Thế thì huyết áp cao ấy, thì là một trong những bệnh mà có rất là nhiều nguyên nhân. Thế thì đối với Diện Chẩn ấy, thì cái cách để mà cắt cơn cao huyết áp như thế nào, thì Diện Chẩn có cách là mình sẽ tác động vào hai bên gờ cung mạch và hai bên tóc mai để hạ huyết áp. Thì mình sẽ sử dụng cái cây giò cào Diện Chẩn như thế này. Thì cái cây giò cào này mình có thể tìm mua được ở các địa chỉ của Diện Chẩn. Ví dụ trong Sài Gòn các bạn có thể tìm đến 16 Con, phường 7, quận Phú Nhuận. Còn ở Hà Nội thì các bạn có thể tìm đến câu lạc bộ Diện Chẩn Việt tại phòng 205 nhà A, tập thể bộ đội ngõ 120 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội, và các văn phòng Diện Chẩn khác trên toàn quốc. Thế thì đối với người huyết áp cao ấy, thì biểu hiện của nó thường là mặt sẽ nóng, mắt đỏ, và khi mà huyết áp tăng lên người ta sẽ cảm nhận rõ rệt phừng phừng. Hoặc là mình, đối với những người huyết áp cao, mình phải luôn có cái máy đo huyết áp bên người. Thế thì khi cảm thấy mà những cái dấu hiệu của cơn cao huyết áp thì mình sẽ dùng cây cào như thế này. Mình sẽ cào từ đầu cung màng đến cuối cung màng. Mình sẽ cào nhẹ nhàng như này độ khoảng 10 đến 20, có thể đến 30 đường. Mình cào nhẹ nhàng từ đầu cung màng đến cuối cung màng, cào nhẹ nhàng. Sau khi cào từ 10 đến 20 đường rồi thì mình bắt đầu đổi sang bên kia, mình cũng cào như vậy. Từ 10 đến 20 đường, đến quá nóng thì mình sẽ cào đến khoảng 30 đường, cào như vậy. Thì sau khi cào xong rồi mình sẽ dùng máy huyết áp để mình đo lại. Nếu mà cái chỉ số huyết áp nó hạ xuống mức bình thường có thể chấp nhận được rồi thì mình có thể kết thúc cái cào đó, và mình sẽ theo dõi tiếp tục. Nếu mà huyết áp lại tăng lên thì mình lại dùng cây cào để cào. Nếu mà nó vẫn chưa xuống như ý muốn ấy, thì mình lại dùng tiếp tục cây cào này. Mình sẽ cào từ cái vùng tóc mai, từ cái chỗ đỉnh tai này xuống chỗ dưới cằm, mình sẽ cào như vậy xuống từ 10-20 đường, và cùng nóng là cào đến 30 đường. Mình sẽ cào nhẹ nhàng từ phía trên cũng tóc mai đến xuống cằm như thế này. Sau khi cào hết bên phải rồi mình lại cào xuống bên trái, cào xuống như thế này. Sau khi cào xong rồi mình cũng lại dùng máy đo huyết áp để mình đo. Nếu mà mình cào độ khoảng 20-30 đường rồi mà nó mà hạ như ý muốn rồi thì mình sẽ thôi không cào nữa. Mà nếu nó chỉ xuống được độ khoảng vài con số mà mình cần nó xuống, ví dụ như từ 140 xuống 130 mà nó chỉ hạ xuống được 135 ấy, thì mình lại tiếp tục cào khoảng 10-20 đường nữa. Khi nào xuống chỉ số như ý muốn thì thôi. Đối với những cái bạn mà không có cây cào này ấy, thì mình sẽ dùng các ngón tay như này. Mình sẽ vuốt từ đầu cung màng đến cuối cung màng, mình vuốt nhẹ nhàng như thế này. Mình không có cây cào thì mình sẽ dùng các ngón tay để mình vuốt. Sau khi vuốt trên cung màng rồi thì nếu mà vẫn cần tiếp tục để cho các chỉ số nó hạ xuống nữa thì mình lại vuốt hai bên tóc mai như thế này. Đó, vuốt nhẹ nhàng từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới như thế này. Thế thì nếu mà cái động tác vuốt này cũng có thể hạ được huyết áp cao thì mình đồng thời mình cũng có thể là dùng để hạ sốt. Hạ sốt thì mình cũng có thể dùng cây cào, mình cào như thế này. Cũng giống như cào để hạ huyết áp, mình cào bên phải trước từ đầu cung mày xuống cuối cung mày nhẹ nhàng, từ 10 đến 20 đến 30 đường cào như thế này. Bên phải, sau đó bên trái. Sau đó mình có thể cào từ trên phía tóc mai, từ phía đỉnh tai xuống dưới cằm như thế này. Đó, cào như thế này. Rồi hạ sốt nếu mà mình trong trường hợp mà mình đi chơi xa hoặc là ở trên tàu xe mà mình không có cào thì mình vẫn có thể dùng cái đôi ngón tay của mình, các ngón tay của mình vuốt xuống như này. Đó, vuốt xuống nhẹ nhàng như này, như thế này. Thì đây là một trong những kỹ thuật rất là đơn giản của Diện Chẩn, là không dùng việc chỉ bằng những cái cây cào, dùng đôi bàn tay của mình là chúng ta có thể dùng để hạ huyết áp này, có thể dùng để hạ sốt này cho chính bản thân mình và cho những người thân trong gia đình mình và cho bạn mình, bè mình. Hy vọng rằng với những cái động tác rất là đơn giản này các bạn sẽ thực hiện thành công và giúp ích cho mọi người. Cảm ơn các bạn và chào tạm biệt. 2660. Chào tạm biệt.